Cloud, Tifa, máu nhiều thế. Erip 3.700 không tệ lắm nhé. Thằng Cloud bây giờ nó có cái gì? ATP Poop, ok. Mình vẫn ở trong phòng thí nghiệm ông này. Mình nhớ là cái đợt trước là mình bị giam trong cái ngục cơ, chứ không phải là trong cái phòng này. Lại còn vào đây nghỉ đấy. Rồi. Let's go team. Chung là cái bọn mà ma kia là nó là cái cứ như cả bọn bảo vệ là không cho cái người khác thay đổi cái dòng thời gian. Thấy bảo là không thay đổi được cái số phận, cái destiny. Nên là mình cũng chả hiểu cái này nó đang là cái gì. Lại con quái nào đây. Úi dồi. Này phải búp cho con Tifa. Đẹp. Ủa, nó toàn điện. Double time. Ăn đâu NET. Cho con này dùng cái này. Khiên này. Khỏe thế. Chú khỏe phết đấy. Bắt tay kiểu gì đấy. Ừ. Quật cho phát. Chung là đến cái phần 2 này là nó sẽ có rất là nhiều cái nhân vật đấy. Nên là nếu mà cái game của chúng ta là, mình không biết là cái phần 2 nó sẽ cover cái đoạn nào, nhưng mà nó sẽ có, khi mà chúng ta ra khỏi Midgard này là hãng ấy, nó sẽ phải là rất là nhiều nhân vật ấy. Một là Red này, sau Cass Smith này, sau hình như có Vincent này. Mình không nhớ là phần đĩa 2 là nó có cái ông Fitch chưa? Chỗ này là có cái gì? Làng vàng này này. Ôi, vẫn lờn vờn đấy này, ngon quá nhỉ. Ôi, cái chỗ này là đâu ấy? Employee. Chỗ này phòng nghỉ cho nhân viên này. Không có gì hết. Ok, không có gì. Đi 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 này. Nhưng mà mình phải lên cái sân thượng này. Để get the F out. Đừng bảo thang máy quá tải là anh Cloud phải đi thuyền sau nhé. Let's go. Right. Dụng lông. Thôi xong rồi. Đây phòng 68 á. How is this place? Hojo's treasure. Shinra's dark secret. What I wouldn't give to burn it all down. But we need to get to the roof. Cái bí mật cao tối tăm nhất thì lại ở trên cái tầng cao nhất. Đúng là phải giấu dưới hầm. Chung là cái bản cũ ấy thì cái đoạn này là nó nhìn nó ghê hơn rất là nhiều. Ví dụ bộ là cái bọn này là mỗi đứa là bị nhốt ở một phòng ấy. Sau khi mà tỉnh dậy thì phòng bắt đầu mở cửa bị
sao lính Nga bị chết, máu me nó đầm đìa ở khu này. Nhưng mà cái bản này này kiểu nó khác. Bọc đầu. What is that? Genova. Mother. Together we will reclaim our world. I'm sick of this. I'm sick of all of this. No. Cloud? Ô, Ti Phạm thầy á. Tôi không thể tin được vụ này. Tell me, is it really you? Kiếm nó cắt kinh. A touching reunion. Very, very good. And thus is the hypothesis proven correct. I can only hope you will continue not to disappoint. Bây giờ là anh này anh lại đi solo. Damn it. I'd better hurry. Nhưng bọn nó không gặp con cẩu ở trong này. Từ để an toàn mình sẽ trang bị một ít enemy stack, bỏ cái này đi. Bỏ này cần healing với Tifa này. Không biết là mình sẽ gặp con nào, nhưng mà về cơ bản là chúng ta có cái healing này chẳng sợ nào. Mình không nhớ là bản cũ là có gặp được Sephiroth, hình như là đoạn này có mà. Nhưng mà chắc chắn là không bị chém rơi đến đây. Sephiroth. Biết ngay mà có hàng. Tại có mấy con motor drive này. Not bad. Còn thể sách. Cút khuất mắt ta. Chỗ này là cái chỗ lò phần chỗ đây ra cái năng lượng Marco rồi. Cái Genova này thì nói chung là nếu các bạn đã chơi rồi thì mình nói luôn là như kiểu là con này là từ cái là cái sinh vật từ cái thiên thạch rơi xuống ấy. Mà cái thiên thạch mà nó hủy diệt cái bọn Asian ấy, hoặc là cái bọn mà Sencha lên chứ. Thế
Thì hình như là cái bọn này nó trích xuất được cái năng lượng từ cái con từ cái con nó gọi sinh sinh vật, cái bọn này nó cái là nó đặt cô nên là cái Genova ấy, để nó sáng tạo ra nhiều cái siêu chiến binh, cho nó bao gồm là Sephiroth, là cái kiểu chiến binh huyền thoại ấy. gọi là soldier, không phải là first class nữa mà là trên hẳn mấy cái bọn first class như kiểu Cloud rất là nhiều ấy. Và nên là lý do tại đấy tại sao mà bọn nó gọi là cái đấy là Mother. He will fight alongside but he not controllable butter. Đây là lần đầu tiên là chúng ta được Red đánh cùng. Đây là chỉ khách mời thôi nhé, không phải là không điều khiển à. Nhưng mà ít ra là cái này nó khác bản cũ rất là nhiều rồi. Bản cũ là cái đoạn này là cái con này nó không tham dự một tí gì luôn. Cho mày chém chứ chà. Yeah. Where are the others? Nowhere close. Let's go. Red này gầy quá nhỉ? Sao mình nhớ là ở chỗ bản chưa béo hơn này? Hay là bây giờ bị nhốt nhiều quá, chưa tẩm bổ rồi? Gầy dỡ cả xương, lói cả xương. Trông nhìn như chó ăn mày. Như mình phải nhảy qua đây ra. Đây là có cái dương này ngon. Rồi hết tất cả mọi thứ ngoài trừ cái dương rất hay. The Top of Phoenix. Một núm lông. What is it? À, anh này anh đi trên tường. Kiểu Hoàng tử Bá Tư. If we flip that switch, we can get to the other side. I may be able to do that. Đi làm đi. Bấm tam giác này. You sure? Yes. Đi như không nhỉ. Này nó không phải dùng mồm nữa. Con chó thông minh. Chém lên. Bây giờ còn 2 potion nữa. Tôi không thể tin này. Đúng là như mỗi đốt imóc nóc này. What kind of freak show have they got going on in here? Ui, đây đánh nhau luôn này. Come on, hit. Stay back. Need a hand? Ui, chuyển Barret luôn này. Chuyển hết đồ của thằng này cái đấy thôi. Mình không có cái chiêu phá cái này. Ui dồi. Mẹ, mấy con này bây giờ mình đã không có cái trưởng này phệt nó nhé. Bốp lên này. À, nó có cái protection này. Tiếp con này, tiếp con này. Let's do this. It's over. Deal with that. Ôi giời, không có ấy nữa. Không có tí đạn à. À kinh quá nhỉ. Vào đây. Còn vớ vắn này. Úi xa. Chè. Gì đấy. Ui. Ô, con này cũng là con ở bản cũ này. Vào đây.
Ui. Try me. All right. Any time now. I see you. Không có cái scan nó mới đều vậy. Què nó rút cái lưỡi dao ra. Mẹ ghét. Say goodbye. No holding back. Ôi để Cloud hành gánh team này. Yeah, I'm fine. If you say so. If you say so. Guess we're out. What's the plan? First, we find Tifa and Aerith. Then we head for the roof. Should be an elevator somewhere. Didn't expect any of this, but we just gotta roll with it. Come on, let's go. Hey, rất là đều là mình chuyển hết mấy cái thằng Barret rồi. Bây giờ lại phải chuyển lại. Aerith này, MP up này. Có access nhỉ. Lửa này. Cái này cầm bất kỳ một con nào, Chocobo chẳng hạn. Auto kill này. Kill up này. Cho đại một cái gì này. Prayer này, Chakra này, HP Absorption Submersion. Bỏ này mà này. The door seems to have locked. No going back. Twin Stinger, ôi kiếm mới ngon quá. Oh my god, bây giờ mới có kiếm này. Kiếm này là cái gì? Prayer for attack and retire with powerful slash. Unleash a counter attack. Cái này đâm rồi sẽ nó có phản đòn à? Nhìn có vẻ không được mạnh lắm nhỉ. Thì mình phải up hết, up cái weapon này lên. Chung là cái butter shot vẫn là chuẩn. Cái này toàn boost cái mấy cái item made, elemental material time 10% boost. Còn lại không người là. Ôi trời ơi, không có boost lực đánh gì cả. New material slot. Up duration này. MP này. Mắc. Cái này thiên thì đánh phép à. Magic attack power. Cái này thiên 100% phải đánh phép. Physical attack reduction. Attack power cộng 20 cộng 12. New material slot. Cái đúng kiểu là thiên về đánh phép rồi. Ok, tạm thời là dùng xem có gì hết. Có là đây là cái cơ hội để học lại mấy cái cầm hết mấy cái này như vậy. Win, Ice, Win, Poison. Kháng độc à, cầm con mẹ mấy cái này đi. Nhìn cái đao trông ỉu xìu nhỉ, đang cầm cái butter sword rõ to rồi. Bên kia nó có đồ rồi. Không biết có bên kia kiểu gì nhỉ? Chỗ này là vẫn là cái xung quanh cái Genova này. Không qua đây không ạ? Làm việc đi chú.
Ui. Mấy con này nhìn sợ mà đá trông yếu thế nhỉ? À. Ok, hai chị em này quan hệ tốt phết. Anh thích điều này. Đây là cái chỗ phòng điều khiển của lão Hojo thôi. I can't hear what you're saying. I think there's something over there. Này bấm nút đi. Tifa bấm đi em. Hello. Cloud? À, chỗ em nói chuyện rồi. Yeah. You okay in there? No need to worry. We're fine. But what do we do now? I don't see any way out of this room. Can you all hear me? Hojo. So, tell me, how are you finding the drop? You know it's filled with the most advanced technology in Midgar, if not the entire world. You should feel honored to see it firsthand. You'll also have the opportunity to take part in a rather ambitious experiment of mine. What? When all the pieces are in place, I will open the door to the third ward. Perhaps you can help me with the necessary preparations. Given that you're already in the perfect position to do so, I look forward to data both invaluable and instrumental. Necessary preparations? What the hell is this asshole talking what about? What the hell is it, asshole? Can't we just ignore him and keep going? I'm afraid not. If I know Hojo, he won't let us out until we indulge his request for data. Cho nên mình phải chiều rồi. Something about a ward, right? I'm pretty sure I saw a door to one upstairs somewhere. So, you want to check it out? Sweet party. Ok. Chỗ này là Tifa và Aerith. You two will be on your own. Be careful. Thanks. No. Roger that. Okay, okay. Tifa và Aerith. Hey, you think Cloud's doing okay? He's been acting really weird lately, more than usual. True, but it's Cloud. I'm sure he'll. Để mình xem cái này là, lại phải lấy lại đồ của Tifa vậy. Tifa sẽ cộng Haze. Không chuyển luôn luôn cái cục sang sang nhỉ? Time này, này. Barrier này. Hai hồi máu đó. Healing này. Barrier của Cloud này. Erip này cũng sẽ lấy cái hồi máu của Barret. Có Barrier nhỉ? Magical Up HP Material. Magnify. Bắn lửa này. Và win. Okay, tạm thời là vậy. Fine. But what about you, Tifa? How are you holding up? Huh? Oh, I'm fine. Chưa bút cho con này nhỉ? Aerith còn một đống đấy. Đây là cái gậy đầu tiên này. Chung là con này thì nó cần thì cái gậy có đầu nhọn này nào. Đó, cái này là mình đang dùng chứ. Mình phải bút này rồi. Chưa bút một tí gì. May mắn này. HP cộng 200 này. Defense cộng 5 này. Critical hit rate 10% này. Hit rate boost with low SP. Ok. Cái này nó toàn boost mấy cái ấy á. Cần là boost HP kìa. New material slot. Magic attack power. MP. Đây là mắc. Ủa, mẹ bê con này nhiều máu á. Ủa, mắc MP cộng bao nhiêu luôn.
Critical Hit Ray, Magical Defense. Okay. Cái lỗ đen đen là cái gì? New Material Slot. Ok, đi, mình chả cần mình boost thêm nữa. Đây là có cái đồ này. Mua đồ mê đồ. Này phải lên lầu 2 để lấy cái gì? I guess this has to be the third ward, right? Think so, but it looks like the door's locked. There has to be something we can do. Let's look around. Gotcha. Này phải mở cổng số 3 ra nhỉ. Mình nó mua là Mega Potion. Mới là Air Rift này, cầm thêm cái Barrier này. B Barrier của Barret. Đây là cái gì? PSS Terminal. Cloud, can you hear me? We found the door to that ward he was talking about, but it's locked and we can't get it open. All right. About those preparations Hojo mentioned before. I think we're supposed to do something with that. The central terminal. Interesting. Oh, no. Để mình xem xung quanh đây là có gì hết. Nó thử gạt cái này. Okay. Hội dưới là nó cũng sẽ đi ra cái chỗ xoay, cái khu trung tâm. Đổi cho bên team Cloud đi. Chỗ này là vẫn kiểu puzzle ấy chứ chưa phải là đánh nhau á. All right. We'll make our way to the central terminal. Sit tight until you hear from us. Nhưng bà anh lại phải sắp xếp thêm cái ngọc cho hội này. The hell kind of research is this? The cataclysm that came from the stars, Genova. Hojo has devoted half of his life to her study. I don't give a shit about any of that. Nghiên cứu sinh vật từ cái thiên thạch. Experiments in this facility involve the enhancement of life forms and machines through the application of Genova biological data. Hojo's plan is to pit his subjects against us, thereby facilitating their growth. So this asshole thinks he can treat us like his experiments. I know what fate awaits these creations. Let us put them out of their misery. Đi thôi mà. Đi the central terminal. Ui. No, oh my god. Vừa đổi ra. Đây không có hồi, à đây có hồi máu, máu quá. Ui cho cả la đây. Con này hình như là có cái chiêu hút máu ra. À đâu, đẩy ra à? Thunder. Chết, cho mấy quả chết đi. Counter stand, brave for attack and retire with back powerful start. Có nghĩa là cái kiếm này nó sẽ đánh theo kiểu là kiếm để counter attack. Có nghĩa là sẵn sàng để cái gì? Brave for the attack. Kiểu là nếu mà nó đỡ đòn là lúc nếu mà nó phệt mình là nó sẽ ăn hành kiểu đấy. Được rồi, để anh con này khó chịu lắm. Counter fire.
con này khó chịu đấy, có cái chiêu chó chết này. Một máu cho Barret. Barret bị quay à? Bắn cái Blade Bird đi. Maximum Fury. Chết luôn. Úi xời. Cần gạt này nè. Rút đi cầu này này. À này, cái cầu này thật. The time material. One for each ward. Còn là được cái này nó mẹ nó nhiều slot kinh khủng. Tham. Để mình xem là cái này này. Gạt. Gạt cái 03 này. Không ai nó mở ra. Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented research. Ôi chết rồi, cửa nó mở rồi. Hai con này ăn hành à? You need to warn the others. Tell them to be careful. Very careful. Okay. Ông không phải nhắc tôi mẹ. Tifa, you there? We accessed the central terminal. The door should be unlocked now. Yeah. Đi vào cửa số 3, số 1, số 2 thôi. Any one of Hojo's twisted creations can be in that ward. Be careful. We will. See you in a bit. Đi số 1, số 2, từ mình.